thôn vệ tinh không tập 492 và tập 493, liên kết đồng minh, tổ thần, thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. La Phong trước trận này cũng có nhiều kế hoạch, thực lực mạnh thì có kế hoạch cho thực lực mạnh, thực lực yếu thì có kế hoạch cho thực lực yếu. Nhưng khi vừa giao thủ, liên quân tam tộc quả nhiên thế mạnh, làm trận doanh nhân loại nằm ở thế yếu. Đám người La Phong lập tức luôn ở yếu thế, hy vọng phụ thần tộc cơ giới sẽ tự mình xông ra. Nhưng không ngờ, vừa chống đỡ được một lát, một các vũ trụ chi chủ do hắc ám chi chủ xuất lĩnh có vẻ không chống được. nếu tiếp tục yếu thế như vậy, e rằng sẽ biến thành đại bại thật. bất chấp tất cả, la phong phải lập tức phản công. hóa ra là như thế. trận doanh liên quân tam tộc nghe xong giật bắn người. phụ thần tộc cơ giới cũng nghĩ lại mà sợ. lúc trước phe họ chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn thật ra cũng muốn xông ra. một mặt không chế quân đoàn khôi lỗi, một mặt cận thân chiến đấu, như thế mới có thể bộc phát ra chiến lược mạnh hơn. Ngay lúc đó, La Phong vì lo lắng các vũ trụ chi chủ bên mình không chống được, sau đó không dám đợi lâu, như thế mới, giúp cho liên quân tam tộc may mắn giảm thiểu tổn thất. Hừ, đắc ý cái gì? Phụ thần tộc cơ giới phẫn nộ quát. Chỉ là nhờ kỳ bảo công kích ý chí, cũng chỉ là đại vận mà thôi, nếu không có kỳ bảo này, trận doanh nhân loại ngươi lần này thất bại. La Phong tay cầm tinh thần tháp, đứng trong hư không ám vũ trụ lắc đầu. Bành công chi chủ bên cạnh gào to chiến bại còn tìm lý do phụ thần tộc cơ giới người quả thật không có một chút phong phạm vũ trụ tối cường giả thật làm cho ta phải xem thường ngươi hai đại trận doanh trong hư không ám vũ trụ trong lúc nói chuyện không ai chịu cúi đầu đều đấu với nhau vài câu nhưng họ cũng đều không động thủ nữa trận doanh nhân loại thấy đối phương chỉ còn vũ trụ tối cường giả ở bên ngoài muốn giết cũng giết không chết còn trận doanh liên quân tam tộc tự biết lần này đã bại có đâu nữa thì thuần túy sẽ bị giày xéo tự nhiên không động thủ lần nữa Trấn yêu tổ, mộng yêu tổ, phụ thần tộc cơ giới, nữ hoàng trùng tộc. La Phong sang sảng hô, quét mục quang nhìn trận doanh ba thế lực đối diện. Vài vũ trụ chi chủ tam tộc các ngươi bị ta thu vào trong tinh thần tháp, các ngươi còn muốn tính mạng họ nữa không? Muốn, đương nhiên muốn. Quả cầu đen hình bầu dục phát ra âm thanh. Con rắn bạc lớn uốn lượn và con dị thú vỏ ngoài đầy răng cưa đều nhìn qua. Nữ hoàng trùng tộc cũng lơ lửng nhìn sang bên này. Nữ hoàng trùng tộc phát ra thanh âm rất mị hoặc. Cho dù không muốn bị hoặc nhưng nàng trời sinh đã là như thế. Nói đi, nhân loại La Phong điều kiện gì? Điều kiện cũng đơn giản thôi. La Phong sang sảng nói: Trong vòng một kỳ nguyên tới, vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả tam tộc các ngươi cấm không được tiến vào lãnh thổ nhân loại ta. Nếu các ngươi làm được, sau một kỳ nguyên, đám vũ trụ chi chủ bị giam giữ, tự nhiên sẽ được trả lại, đến cả trí bảo của họ cũng được trả lại. Đúng, là như thế. Bành công chi chủ nói. Tam tộc các ngươi có đáp ứng không? La Phong nhìn chằm chằm vào các tối cường giả liên quân tam tộc xa xa, hắn hiểu rõ, chiến thắng liên quân tam tộc khiến cho tình huống phe nhân loại tốt hơn nữa. Nhưng cho dù như thế, nếu tối cường giả độc hành hoặc các thế lực bằng quan khác đều đánh tới, thì sẽ là một cơn ác mông đối với trận doanh nhân loại. Còn nếu bằng vào đám tù binh này, có thể làm liên quân tam tộc không còn dính vào, thế cục tự nhiên sẽ tốt hơn. Bốn vị tối cường giả yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới đều lặng lặng truyền âm thảo luận với nhau. Lần này tam tộc chúng ta toàn lực ứng phó, không tiếc tất cả, cho dù lần này chiến bại, chỉ dựa vào chúng ta cũng không được, đám người xem náo nhiệt kia, chỉ đợi chúng ta và trận doanh nhân loại lưỡng bại câu thương, thì các thế lực lớn kia cũng không thể còn thúc thủ bàng quan nữa, do đó, chúng ta cứ đợi, chờ các thế lực này động thủ, chúng ta sẽ tham gia vào, với kỹ năng của tứ đại tối cường giả chúng ta, muốn phân được chút truyền thừa cũng rất dễ dàng. Phụ thần tộc cơ giới truyền âm mở lời. Đúng, đã đến nước này rồi, há có thể lui bước. Mộng yêu tổ thanh âm the thế. Những nhân vật hy vọng nhất trở thành vũ trụ tối cường già của tam tộc ta đều đang ở bên trong vũ trụ nhỏ các tộc. Tuy tổn thất mấy chục người, nhưng cơ hồ đều là ngoại tộc. Tổn thất của tam tộc ta vẫn còn trong phạm vi chịu được. Trấn yêu tổ thấp giọng. Ta cũng đồng ý như lời ngươi. Nữ hoàng trùng tộc cũng mở lời. Không hề có tranh luận nào, họ lập tức thống nhất ý kiến. So với truyền thừa, chút tổn thất này họ có thể chấp nhận được. Dù sao đã giao chiến với trận doanh nhân loại, họ sớm đã chuẩn bị tâm lý phải tổn thất. Kim giác cự thú, la phong, bành công chi chủ sóng vai đứng giữa hư không, khẽ phiêu đãng trong hư không, họ đều lặng lẽ cùng đợi câu trả lời. Giết rất nhiều cường giả tam tộc ta, còn muốn chúng ta phải cúi đầu à? Phụ thần tộc cơ giới phát ra thanh âm phẫn nộ. Nhân loại, cứ để các người đắc ý nhất thời, chẳng mấy chốc các người sẽ hối hận. Xem ra, cự tuyệt rồi trận doanh nhân loại là phòng khẽ vuốt vuốt tinh thần tháp trên tay thanh âm bình thản các ngươi buộc nhóm vũ trụ chi chủ bị chúng ta giam giữ phải chết rồi trấn yêu tổ mộng yêu tổ lần trước ta đã nói với yêu tộc các ngươi các ngươi lần trước cự tuyệt lần này tổn thất còn lớn hơn nữa nếu là đến lần sau thì đến cả cơ hội đàm phán cũng chẳng còn đàm phán lần sau sẽ là trận doanh nhân loại các ngươi bị diệt đi đi liên quân tam tộc không muốn nhiều lời trực tiếp biến mất trong ám vũ trụ trận doanh nhân loại đứng trong hư không ám vũ trụ lúc này hắc ám chi chủ cũng từ trong hắc ngục tháp đi ra đây là một đám khốn khiếp bành công chi chủ vốn người hiền lành lúc này cũng nghiến răng xem ra lần sau liên quân tam tộc còn có thể đến nữa hắc ám chi chủ cũng trông mặt rất khó chịu hơn nữa lần sau sẽ có một đại quân khác liên quân tam tộc rõ là chưa từ bỏ ý định đương nhiên sẽ không bỏ qua la phong lạnh giọng nói cơ hội siêu thoát luân hồi chân quý như thế nào chứ đám vũ trụ chi chủ bị chúng ta bắt tuyệt đại đa số đều là ngoại tộc chút tổn thất như vậy cho dù cũng tiếc cũng sẽ không mức buộc họ phải lui bước bất luận như thế nào trận chiến này chúng ta đã đại thắng về thôi hắc ám chi chủ nói ưm ưm la phong bành công chi chủ kim giác cự thú đồng loạt bay vào mộ lăng chi chu hắc ám chi chủ cũng bay trở về hắc ngục tháp lập tức mộ lăng chi chu hắc ngục tháp đều ly khai ám vũ trụ về lại không gian nguyên vũ trụ sau đó bay về phía nguyên thủy bí cảnh lúc này trong tinh thần tháp của la phong 16 vũ trụ chi chủ liên quân tam tộc đang bị tách ra trong số họ có hai yêu tộc một tộc cơ giới một trùng tộc 12 người khác tất cả đều là ngoại tộc kỳ thật lần này có 112 vũ trụ chi chủ tham chiến cường giả bản tộc của tam tộc cộng lại cũng chỉ có 20 người những người khác đều những ngoại tộc của một vài liên minh hoặc từ các tộc quần phụ thuộc tham gia chiến tranh lần này. Trong 112 người, chỉ có ít hơn 20 bản tộc tam tộc. Nhìn tỷ lệ cũng biết đám người bản tộc tam tộc ít như thế nào. Trong 16 người bị bắt, có 4 bản tộc tam tộc, xem như tỷ lệ khá là cao rồi. Còn lúc này, bốn cường giả tam tộc bị giam giữ trong một không gian trấn áp, còn các ngoại tộc khác thì đang bị giam giữ cùng nhau. Giết cường giả tam tộc ta như thế, còn muốn chúng ta phải cúi đầu. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn từ ngoại giới truyền thẳng vào trong tinh thần tháp, xem ra là cự tuyệt. Thanh âm đàm phán giữa bốn vị tối cường giả tam tộc và đám người La Phong tất cả đều được chuyển vào đi. Khốn khiếp, khốn khiếp. Hai lão khốn khiếp yêu tộc. Vì dã tâm của chúng, buộc chúng ta phải chôn cùng. Nếu nói bốn cường giả bản tộc tam tộc coi như tỉnh táo, thì 12 ngoại tộc bị giam giữ trong không gian, ai nấy đều vô cùng phẫn nộ chu lên. Họ đều là đến từ các tộc quần có thực lực khá kém. Thậm chí tộc quần họ cũng chỉ có họ là vũ trụ chi chủ nếu họ chết, tộc quần sẽ ra sao? Tuy nói liên quân tam tộc có hứa, đối với tộc quần có vũ trụ chi, chủ chết sẽ được ưu đãi như thế nào? Nhưng họ cũng hiểu, tuy nói có hứa hẹn, nhưng không có vũ trụ chi chủ chấn thủ. Tương lai tộc quần sẽ bị khi nhục, cho dù yêu tộc, tộc cơ giới, trung tộc có trợ giúp một chút. Nhưng nếu là những tộc quần đỉnh cao như ngục tộc đột nhiên diệt tộc quần họ, thì tam tộc làm gì được? Nhiều nhất là giúp cho một vài mầm móng của tộc quần tiếp tục truyền đời sinh sôi. 12 vũ trụ chi chủ ngoại tộc phẫn nộ mắng to. Còn bốn bản tộc tam tộc, lại không nói tiếng nào, mà họ cũng không giận, nhưng khi họ nghe tối cường giả ra lệnh. Trong số 16 người này cũng vẻn vẹn chỉ có ba vị có phân thân, ba người này bây giờ tạm thời cũng không có động tĩnh gì, họ cũng đang đợi, xem thử xem có thể có cơ hội còn sống ra ngoài không. Họ cũng không muốn dễ dàng bỏ qua phân thân, trí bảo. Nguyên thủy bí cảnh, hỗn độn thành chủ, trong chủ điện lúc này vô cùng tưng bừng các vị vũ trụ chi chủ, mọi người thắng lợi trở về, hỗn độn ta vô cùng cảm kích, tộc nhân loại ta, cảm kích vô cùng. Hỗn độn thành chủ đứng trên bậc thang đại điện chủ điện, bưng chén rượu, nhìn xuống đám đông vũ trụ chi chủ phía dưới, kích động vạn phần. Liên quân tam tộc thế mạnh thì đã sao, vẫn bị đánh cho kinh hoàng thối lui. Đây là quang vinh của nhân loại, quang vinh của hồng minh, cũng là quang vinh của các chư vị. Nâng ly, chúng ta cùng uống cạn chén. Một khoảng vui mừng, rất nhiều các vũ trụ chi chủ trước khi chiến vẫn thấp thỏm không yên, lúc này họ đều kích động vạn phần, đến cả hỗn độn thành chủ cũng kích động như thế, chứ đừng nói rất nhiều vũ trụ chi chủ bình thường, đến cả La Phong, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ cũng bỏ qua việc liên quân tam tộc cuối cùng không chịu thỏa hiệp, cùng ăn mừng thắng lợi quý giá này. Chẳng mấy chốc, các vũ trụ chi chủ top 5 top 3 tụ tập, trò chuyện, vui chơi, La Phong tự nhiên là một trong những người chói mắt nhất. Hồi lâu sau, La Phong và hỗn độn thành chủ lặng lặng đi ra khỏi chủ điện. Tam tộc không đáp ứng à? Hỗn độn thành chủ hỏi. Cũng đã đoán trước rồi. La Phong lắc đầu. Bốn lão gia hòa đó dã tâm lớn lắm, nhưng tiếp theo cũng chỉ có thể dựa theo phương án thôi. Ưm. Hỗn độn thành chủ cũng khẽ gật đầu. Mặc dù hiệu quả không bằng thỏa hiệp với tam tộc, vừa vặn cũng có thể giúp thêm cho tộc nhật loại ta tranh thủ một phần sức mạnh. Phương án xử lý đám ngoại tộc ấy là ly gián. Phải biết là, số lượng vũ trụ chi chủ của liên quân tam tộc vẫn là nhiều nhất đám ngoại tộc này cũng sẽ không tuyệt đối trung thành với tam tộc không thể đi chịu chết cho tam tộc do đó lúc trước đàm phán là phong cố ý để thanh âm ngoại giới truyền vào thông qua tinh thần tháp cho các vũ trụ chi chủ bị giam giữ nghe hết họ đều có hóa thân ở lại trong tộc quần cũng có hóa thân ở lại vùng trung tâm liên minh ba tộc hỗn độn thành chủ từ từ nói họ vốn là các nhân vật đến từ một vài tiểu thế lực hoặc tiểu liên minh đặc biệt là có mấy tộc quần có tới hai, ba vị vũ trụ chi chủ, bị người giam giữ một người, hoàn toàn có thể lôi kéo người kia. La Phong cũng gật đầu. Đúng, chúng ta tốt xấu gì cũng có thể lôi kéo một bộ phận, như vậy liên minh ba tộc sẽ yếu đi, trận doanh nhân loại ta sẽ mạnh hơn. Ta bây giờ sẽ vào tinh thần tháp. La Phong nói. Đi chiêu hàng họ, đồng thời dùng hóa thân của họ, ly dán trong nội bộ liên minh ba tộc, làm cho một vài tiểu thế lực thoát ly khỏi liên minh ba tộc vũ trụ chi chủ bản tộc của tam tộc thì ngươi chuẩn bị làm như thế nào hỗn độn thành chủ hỏi đương nhiên là giết la phong nhếch mép cười cần phải luyện tập chỉ có mình tự tay đánh chết một vũ trụ chi chủ mới có tư cách nhờ tọa sơn khách sư phụ hỗ trợ luyện chế một món trí bảo ngân hà lĩnh chủ yên tâm thất bại trận chiến này rất nhiều tộc quần tự do vốn thần phục trùng tộc yêu tộc tộc cơ giới khẳng định sẽ có một bộ phận thay đổi ý nghĩ một vũ trụ chi chủ có nửa trên thân hình màu vàng đất cùng loại với nhân loại có nhiều xúc tu bên dưới như bạch tuộc thanh âm hùng hồn lần này liên minh ba tộc vốn đã không bền chắc sau khi chiến bại một bộ phận tộc quần thoát ly liên minh là việc rất bình thường tam tộc tự nhiên không dám cưỡng ép trói buộc nếu cưỡng ép nhất định sẽ bị rất nhiều tộc quần phản ứng đến lúc đó tộc ta sẽ thoát ly rồi gia nhập vào hồng minh hay lắm là phong mỉm cười gật đầu gia nhập vào hồng minh chiến tranh cuối cùng bất luận là chiến thắng hay chiến bại nhân loại ta cũng sẽ chỉ dẫn cho các ngươi những kinh nghiệm của văn minh viễn cổ tu luyện tới vũ trụ tối cường già nhưng bây giờ tạm thời ta còn không thể thả ngươi ra ngoài chờ khi khuất đồ chi chủ của tộc ngươi đến đây ta sẽ thả ngươi la phong hứa hẹn ta hiểu việc này ngoại tộc nửa người dưới như bạch tục vội ngoan ngoãn đáp nói dỡn đã bị giam giữ trong tinh thần tháp tính mạng do ngân hà lĩnh chủ khống chế nào dám bất mãn la phong tựa người đưa mắt ra xa thiên bảo hà dập dờn trong tăm tối vô tận xa xa vẻ mặt hắn rất ngưng trọng vừa rồi mặc dù một mình nói chuyện với 12 vũ trụ chi chủ ngoại tộc cũng hơi có một chút thu hoạch nhưng la phong cũng hiểu rõ mình vận động một bộ phận tộc quần tự do phản bội thần phục mình trên thực tế đối với đại cục cũng chỉ có được ảnh hưởng vô cùng nhỏ nhưng mỗi dù nhỏ cũng là thịt bây giờ trận doanh nhân loại rơi vào khốn cảnh phải nắm lấy từng chút thịt sau đó mới nuốt vào liên quân tam tộc vẻn vẹn chỉ là thử nghiệm một lần thôi chiến tranh chính thức vẫn còn chưa bắt đầu la phong cảm thấy vô cùng áp lực nhìn ra hư không vô tận xa xa bão táp sắp tới rồi đây là một cơn bão đáng sợ cuốn qua cả vũ trụ nguyên thủy liên quân tam tộc chiến bại cực kỳ ảnh hưởng đối với tộc nhân loại cũng có chỗ tốt chỗ xấu chỗ xấu là các thế lực đối địch khác sẽ biết được mức uy hiếp của nhân loại rất cao e rằng sẽ liều mạng hơn nữa nhưng xét về mặt tương đối chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu dù sao ai muốn xuống tay với tộc nhân loại khẳng định sẽ xuống tay thôi nhưng chỗ tốt thì nhiều hơn quan trọng nhất là hấp dẫn được những thế lực trung lập tới đầu nhập lãnh thổ yêu tộc trên một tinh cầu có sinh mạng bình thường tên là huyết nha tinh đây từng là một lãnh địa của một thần linh bất hủ yêu tộc còn bây giờ nó đã trở thành nơi trao đổi của lãnh đạo sáu thế lực lớn trên thảo nguyên mỹ lệ sáu luồng ý niệm cường đại ngưng tụ thành một hóa thân lần lượt là mộng yêu tổ và trấn yêu tổ của yêu tộc nữ hoàng của chủng tộc phụ thần của tộc cơ giới ma tổ của ngục tộc, thánh chủ của tinh tộc. Sáu vũ trụ tối cường giả này đại biểu cho năm trong số 9 đại siêu thế lực trong vũ trụ nguyên thủy. Bắc cương liên minh sao còn chưa tới. Ma tổ lắc lư cái đuôi khổng lồ, đôi mắt màu đỏ ké nhìn lướt xung quanh. Ý niệm chúng ta giáng lâm, tự nhiên phải nhanh rồi. Bắc cương liên minh dựa vào thần quốc truyền tống, dựa vào thuấn di, chờ một lát đi. Trấn yêu tổ thấp giọng nói. Dù sao người quyết định chính thức của Bắc cương liên minh không phải là Bắc cương minh chủ, mà là các vũ trụ chi chủ kia. Tinh tộc thánh chủ từ từ nói, lập tức quay đầu nhìn ra xa. Tới rồi! Họ đều cảm giác được chấn động thuấn gì, hiển nhiên có cường giả thuấn di đến tinh cầu này. Hoanh! 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 Ba bóng người từ xa bay tới. Trong nháy mắt đã hạ xuống. Nam tộc đều đã tới à? Bắc cương liên minh, chúng ta chậm một chút. Người dẫn đầu ba bóng người này toàn thân trong suốt tựa như nước chảy, chính là tinh hà chi chủ. Tinh Hà chi chủ với tư cách là người có quyền thế nhất Bắc Cương Liên Minh, bình thường đều dùng thân ảnh hư không tăm tối hiện ra, nhưng lần này đã tới gặp năm vị tối cường giả, tự nhiên là hiện ra chân thân của mình. Tinh Hà chi chủ, Hắc Liên chi chủ, Lưu Lam tinh chủ. Phụ thần tộc cơ giới phát ra âm thanh. Đây là lần đầu tiên ta thấy các ngươi. Lần này liên quan trọng đại, ba người chúng ta há có thể không hiện thân. Hắc Liên chi chủ toàn thân vờn quanh những vòng tròn, như một bông hoa có nhụy hoa. Này ba vị đều không tầm thường chút nào. Bắc Cương Liên Minh chính là một siêu liên minh, tụ tập rất nhiều tộc quần tự do, số lượng vũ trụ chi chủ cũng ước cả trăm vị, dù sao liên minh loại tinh anh như Hồng Minh cũng đã có ước 40 vũ trụ chi chủ rồi, Bắc Cương là loại liên minh cực lớn, rất rời rạc thì có thể tưởng tượng được số lượng vũ trụ chi chủ nhiều như thế nào. Nội bộ tổ chức cũng chia thành nhiều phe phái. Về phần Bắc Cương Minh chủ, chỉ là một danh nghĩa, song phương giúp đỡ nhau nhau mà thôi. Ngược lại tinh hà chi chủ Hắc Liên Chi Chủ, Tinh Lam Tinh Chủ mới là người sức ảnh hưởng chính thức. Ba người này đều có chiến lược cấp 5 đỉnh cấp. Hắc Liên Chi Chủ đại biểu cho tộc quần sinh mạng thực vật trong Bắc Cương Liên Minh, tự thành một cấp phe phái. Tinh Lam Tinh Chủ là lãnh tụ tinh thần của đại tộc lớn nhất Bắc Cương Liên Minh, có tên là Lưu Lam Tộc. Còn Tinh Hà Chi Chủ mặc dù là sinh mạng đặc thù, nhưng hắn lại sở trường nghịch chuyển thời không cứu sống, cứu được không biết bao nhiêu vũ trụ tôn giả các tộc, thi ân đức rất lớn bên trong bắc cương liên minh hắn cũng hơi giống với hỗn độn thành chủ ở tộc nhân loại cũng xử lý nhiều việc rất công bình được rất nhiều tiểu tộc quần ủng hộ hắn là đại biểu liên hợp của những tiểu tộc quần và các sinh mạng đặc thù ba người này là phe lớn nhất trong cả bắc cương liên minh họ đồng ý cũng đại biểu cho 95% các tộc quần của bắc cương liên minh đồng ý loại liên minh nhàn tản rời rạc vốn là như thế tính đoàn kết rõ ràng không bằng nhân loại yêu tộc ngục tộc đã tới đủ vậy bắt đầu đi Trấn Yêu Tổ trầm trầm nói, các vị cũng đã biết, trận vừa rồi, liên minh giữa yêu tộc và trùng tộc, tộc cơ giới đã thua dưới tay liên minh nhân loại. Tên La Phong từ khi thu hoạch truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch, đã có thể thấy được rất rõ những ảnh hưởng mang đến cho nhân loại. Rất nhiều bảo vật như bảo vật công kích ý chí, hắc ngục tháp chẳng hạn, lúc trước, tộc nhân loại căn bản là không có những thứ đó. Đúng, lúc trước, có ai có bảo vật công kích ý chí chứ? Nghe cũng chưa từng nghe, loại như thạch trụ vân đen đều căn bản không thể di động. Thế lực tộc nhân loại đích xác mạnh lên rất nhiều. Truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch rốt cuộc đem về bao nhiêu chỗ tốt cho tộc nhân loại đây. Trong lúc mọi người trò chuyện, những thứ đó đều chưa quan trọng. Phụ thần tộc cơ giới đột nhiên mở lời, làm năm vũ trụ tối cường già ba vũ trụ chi chủ đều nhìn lại. Truyền thừa, quan trọng nhất là chỉ dẫn về kinh nghiệm tu luyện. Phụ thần tộc cơ giới từ từ nói. Có chỉ dẫn tu luyện, tin rằng tộc nhân loại tương lai sẽ sinh ra vũ trụ tối cường giả nhiều hơn. Thần nhãn tộc đã từng có 7 người, nhân loại tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ, e rằng việc có 10, thậm chí nhiều vũ trụ tối cường giả hơn cũng có khả năng. Lúc trước trong thời đại luân hồi đệ nhất, thần nhãn tộc vô cùng ngang ngược trong vũ trụ nguyên thủy, chiếm lĩnh vô số lãnh thổ. Tộc nhân loại khi thế mạnh lên, nhất định sẽ chiếm lĩnh nhiều lãnh thổ hơn, lãnh thổ nhiều lên, thai ngén sinh mạng càng nhiều, thiên tài càng nhiều. Cường giả sinh ra cũng nhiều hơn, cường giả nhiều hơn, lãnh thổ lớn hơn, như thế sẽ hình thành một vòng tuần hoàn, khiến cho thế lực nhân loại sẽ không ngừng bành trướng. Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh YouTube Chuyện Hay, truy cập kênh YouTube Chuyện Hay để cập nhật những video mới nhất. Phụ thần tộc cơ giới trịnh trọng nói. Nhân loại tương lai sẽ mạnh tới đâu, ta tính có thể phải gấp 3 lần thần nhãn tộc năm đó, các vị cứ tính đi. Gấp 3. Nhất thời khắp nơi đều im phăng phắc thần nhãn tộc lúc trước có bảy tối cường giả chiếm lĩnh rất nhiều lãnh thổ vũ trụ rộng lớn không ai sánh được nếu gấp ba hai mươi vũ trụ tối cường giả gấp ba lãnh thổ năm lãnh thổ của các đại tộc quần đỉnh cao chúng ta toàn bộ đưa cho nhân loại cũng còn chưa đủ mà tổ tàn ra khí tức tả ác điên cuồng việc này tuyệt đối không được phép phát sinh lãnh thổ vũ trụ nguyên thủy cũng chỉ chừng đó sinh linh thai ngén cũng chỉ nhiều như vậy nhân loại khoách trương tự nhiên cũng làm suy yếu các tộc khác phụ thần tộc cơ giới tiếp tục nói lúc trước ta còn không nhận thấy nhân loại có uy hiếp lớn bao nhiêu nhưng lúc này mới sau khi tìm được truyền thừa nhân loại đã đánh bại liên minh ba tộc nếu cho chúng một thời gian nữa sợ là các thế lực khác trong cả vũ trụ nguyên thủy cộng lại cũng không đấu lại nhân loại đến lúc đó vũ trụ nguyên thủy sợ chính là do nhân loại độc quyền chúng ta hối hận cũng đã muộn đúng đúng bây giờ có thể đánh bại liên minh ba tộc sau này họ còn đáng sợ tới đâu Đến cả tinh hà chi chủ cũng nói Việc này tuyệt không thể để phát sinh Sau khi phụ thần tộc cơ giới nói ra Sáu phương thế lực chẳng mấy chốc đã thống nhất ý kiến Lãnh thổ là căn cơ của các tộc quần bọn họ Nhân loại khoách trương Thì lãnh thổ họ sẽ thu nhỏ lại Rồi suy bại Đây là việc tự nhiên Sáu thế lực lớn chúng ta Thanh âm ôn nhu vang lên Nếu hoàng trùng tộc từ từ nói Rất dễ dàng liên hợp Vì chúng ta đều chiếm lĩnh lãnh thổ rất lớn trong vũ trụ nguyên thủy nhưng các thế lực khác thì không phải như vậy, như tổ thần giáo, thuần túy là do nhiều sinh mạng đặc thù tụ tập, lãnh địa duy nhất chính là tổ thần bí cảnh, cũng không xung đột với lãnh thổ nhân loại, như liên minh tinh không cự thú lại còn siêu thoát hơn, đám tinh không cự thú khi còn nhỏ yếu, đều phải phiêu bạt lưu lạc trong vũ trụ, căn bản không có cần lãnh địa bao nhiêu, về phần các tối cường giả độc hành, lại càng không cần thêm lãnh thổ. Ừm. Đúng, việc tranh giành lãnh thổ là thứ làm chúng ta có thể dễ dàng thống nhất nhưng các tối cường giả độc hành liên minh tinh không cự thú tổ thần giáo lại không quá quan tâm họ trọng thị truyền thừa siêu thoát luân hồi hơn nếu nhân loại lôi kéo rất có thể họ sẽ đi theo như vậy sáu thế lực lớn chúng ta liên hợp cũng không được do đó chúng ta phải liên hợp với tất cả các thế lực có thể liên hợp tất cả các tối cường giả độc hành với tổ thần giáo liên minh tinh không cự thú cái nào cũng đều phải tận lực lôi kéo ta không tin nhân loại sẽ nói cho họ bí mật về siêu thoát luân hồi cho dù nói cũng không nhất định là nói thật. Hơn nữa, thế lực lớn nhất cả vũ trụ nguyên thủy không phải là chín đại thế lực khổng lồ của chúng ta, cũng không phải các tối cường già độc hành, mà là vô số các tộc quần tự do phân tán ở các lãnh thổ trong vũ trụ nguyên thủy. Những tộc quần tự do đó phải nói là vô số kể, cái nào mạnh thì có một hoặc hai vũ trụ chi chủ, nếu toàn bộ cộng lại, sợ cũng phải mấy trăm vũ trụ chi chủ, nhưng vì họ quá phân tán, chỉ là liên hợp hình thành những tiểu thế lực, cái chúng ta cần làm là tận lực lôi kéo họ uy hiếp của cổ thần nhãn mặc dù không nhỏ nhưng một át chủ bài chỉ khi chưa lộ mới có thể sinh ra hiệu quả lớn nhất nhưng bây giờ đã bộc lộ rồi tự nhiên cũng có nhiều phương pháp ứng đối hạ uy hiếp của cổ thần nhãn xuống mức thấp nhất vô số tộc quần cái nào cũng yếu ớt cái nào cường đại cũng chỉ có một hai vũ trụ chi chủ nhưng toàn bộ cộng lại lãnh thổ của họ cũng rất lớn nhân loại tương lai sẽ khoách trương e rằng sẽ tiêu diệt họ chiếm lĩnh lãnh thổ của họ bằng vào điểm này cũng có thể lôi kéo không ít tộc quần tự do sáu thế lực lớn trò chuyện thương lượng với nhau muốn đem mọi biện pháp gia tăng thế lực phe mình làm suy yếu thế lực đối phương xa xa một hàng tinh song tử với ánh sáng nóng rực xuyên qua tầng mây chiếu xạ trên mặt đất làm tầng mây hiện ra một màu vàng tranh vô cùng mỹ lệ trên mặt đất có rất nhiều sinh mạng viêm nhã tộc da xanh lá sinh sống viêm nhã tộc là sinh mạng loại huyết nhục họ có nửa người dưới bốn vó như dã thú nửa người trên có thân hình cùng loại với nhân loại lại có bốn cánh tay trời sinh thích hòa bình chỉ khi nào làm họ phẫn nộ thì họ trở thành một chiến sĩ cực điên cuồng hòa bình yên lặng khoái lạc đó là lối sống của các sinh mạng viêm nhã tộc trước một tiểu lâu bằng gỗ thanh nhã có một nữ tử viêm nhã tộc bốn vó quỳ sấp xuống thong dao nhìn ra bốn phía âm trên bầu trời một luồng hào quang đột nhiên bắn xuống rơi thẳng xuống trước người nữ tử viêm nhã tộc này ngưng tụ thành một thân ảnh lực lưỡng Toàn thân hắn tựa như rèn bằng kim loại, mặc một áo giáp màu tím, đôi mắt lạnh giá nhìn nữ tử viêm nhã tộc đang nằm sắp nghỉ ngơi, mở lời. Viêm nhã chi chủ, nữ tử viêm nhã tộc khẽ mỉm cười. Hành huyền của tộc cơ giới, bằng hữu của ta, làm sao mà ngươi lại đến chỗ ta như vậy, quả là hiếm có. Việc này có liên quan tới vận mệnh viêm nhã tộc các ngươi, liên quan tới hương vong của viêm nhã tộc ngươi. Ngươi và ta từng trải qua cộng sinh cộng tử trong vũ trụ hải, ta há có thể không đến báo cho ngươi biết? hành huyền chi chủ cũng ngồi xuống luôn. Vận mệnh tộc ta. Nữ tử viêm nhã tộc nhìn hành huyền chi chủ. Tộc cơ giới ta và trùng tộc, yêu tộc, liên quân tam tộc và giao chiến với trận doanh nhân loại. Việc này ngươi chắc cũng biết rồi. Hành huyền chi chủ hỏi. Nữ tử viêm nhã tộc cười nói. Việc này ta đương nhiên biết. Tin tức này đã truyền ra cả vũ trụ nguyên thủy, e rằng rất ít vũ trụ chi chủ không biết. Liên quân tam tộc và trận doanh nhân loại giao thủ, cuối cùng liên quân tam tộc lại bại lui rõ là làm cho khắp nơi phải kinh ngạc không dám tin. Đến đây, nếm thử bích quả từ tộc ta sản xuất nhé. Nàng vung tay lên. Trước người hai người họ đều lơ lửng một chén rượu. Chén rượu rất cao rất sâu, rượu có màu xanh lá nhàn nhạt, nhạt, tản ra từng đợt hương khí. Mặt sàn bên cạnh còn để một bầu rượu màu xám sậm, tạo hình tinh xảo tuyệt đẹp. Hành huyền chi chủ bưng chén rượu lên, trịnh trọng nói. Nhân loại tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ mà vẫn là vừa tìm được mà đã cường đại như thế nếu cho họ thêm thời gian nhất định nhất định họ sẽ còn phát triển đáng sợ hơn cả thần nhãn tộc của thời đại luôn hồi đệ nhất bây giờ có thể đánh bại liên quân tam tộc tương lai thì sao sợ là các thế lực lớn vũ trụ nguyên thủy liên hợp cũng không phải là đối thủ của nhân loại một khi nhân loại mạnh tới mức như vậy làm sao không điên cuồng khoách trương cơ chứ người cũng biết nhân loại là một tộc quần có tính xâm lược rất mạnh nữ tử viêm nhã tộc khẽ cao mày đúng tính xâm lược kỳ thật trùng tộc yêu tộc tộc cơ giới nhân loại ngục tộc, tinh tộc, sáu đại tộc quần đỉnh cao đều có tính xâm lược, tính công kích rất mạnh, còn quy luật sinh sôi của các tộc quần thì nhất định một tộc quần cường đại tất phải xâm chiếm lãnh thổ nhiều hơn. Trong vũ trụ nguyên thủy, khu vực ai chiếm nhiều nhất? Hành huyền chi chủ tiếp tục nói. Không phải là các đại tộc quần đỉnh cao chúng ta, mà là tỷ tỷ tộc quần tự do các ngươi. Các ngươi ai cũng thực lực nhỏ yếu, mỗi người chiếm lĩnh một khu vực nho nhỏ, nhưng toàn bộ cộng lại, lại là một khoảng lãnh thổ vô cùng rộng lớn nếu nhân loại chính thức cường đại vô địch, há có thể buông tha cho các ngươi. Chiến tranh lần này, chẳng những là cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa văn minh viễn cổ, cũng là cuộc chiến sinh tồn của các tộc quần. Nhân loại có vũ trụ sơ khai, bất luận làm sao, cũng không diệt được nhân loại. Nữ tử viêm nhã tộc sán mắt vào hành huyền chi chủ. Đúng là không có cách nào diệt được, tộc quần có vũ trụ tối cường giả, nhất định không có cách nào diệt tộc, dù diệt không được, nhưng vẫn có thể áp chế. Hành huyền chi chủ nói. Chúng ta có thể bắt vũ trụ chi chủ của họ, nếu không bắt được, cũng có thể chiếm lĩnh lãnh thổ của họ, cũng có thể bức họ phải lùi bước vào vũ trụ sơ khai. Tránh cho một vũ trụ nho nhỏ bị các thế lực lớn vũ trụ nguyên thủy áp chế, các thế lực lớn vũ trụ hài cũng thèm thuồng, rồi cũng uy hiếp nhân loại buộc sao ra truyền thừa. Kể từ đó, tộc nhân loại nửa bước cũng khó đi. Họ không dám cho những người yếu ra ngoài sinh tử tôi luyện, vì đó không phải là sinh tử tôi luyện, mà chắc chắn sẽ chết một khi có nhân loại xuất hiện trong vũ trụ nguyên thủy hoặc là xuất hiện trong vũ trụ hài sẽ bị vây công bắt lấy trở thành con tin cho các cuộc thương lượng giữa các thế lực lớn và nhân loại nếu là như thế này tương lai sẽ không có một nhân loại nào có thể chính thức quật khởi cũng chỉ có nhúng người la phong hỗn độn thành chủ là có thể lang bạt giữ được tính mạng nhưng vẻn vẹn chỉ vài người này cho dù có thêm vài tối cường già nhưng so với các thế lực lớn thì đã thấm vào đâu bị nhốt một chỗ không thể sinh sôi đủ tộc dân, thiên tài, nhất định tiềm lực tộc quần cũng rất có hạn, sau này sẽ không còn là uy hiếp nữa. Hành Huyền Chi chủ dán mắt vào Viêm Nhã Chi chủ. Do đó, đối với chúng ta, cũng chủ yếu là giữ tộc quần lãnh thổ mà thôi, phải đánh một trận với nhân loại, hoặc buộc họ giao ra truyền thừa, hoặc áp chế họ, làm họ không thể phát triển. Đối với các tối cường giả độc hành, tương lai nhân loại mạnh đến đâu thì họ cũng không sợ, còn việc uy hiếp nhân loại giao ra truyền thừa thì rất ít khả năng. Do đó, muốn siêu thoát luân hồi, họ đương nhiên phải nắm chắc cơ hội lần này. Nói tóm lại, bất luận là tối cường giả độc hành hay các lãnh thổ tộc quân chúng ta đều sẽ vây công nhân loại, tộc cơ giới, trùng tộc, yêu tộc, ngục tộc, tinh tộc, bắc cương liên minh, thậm chí nhiều còn thế lực trung lập khác lần lượt gia nhập liên minh. Tin rằng ngươi chỉ cần tìm kiếm một chút đã biết ngay. Hành huyền chi chủ trịnh trọng nói. Nếu ngươi không gia nhập, thì sau này sẽ bị bài xích. Lần này gia nhập, Tự nhiên sẽ hình thành một ích lợi khổng lồ. Ngươi nên biết, nên làm như thế nào rồi đó. Viêm Nhã Chi Chủ nhíu mày nói. Tộc nhân loại cũng có sứ giả từng trò chuyện với ta. Sứ giả tộc nhân loại, Hành Huyền Chi Chủ cả kinh. Thật nhanh. Họ nói chỉ cần không dính vào, thì hứa hẹn tương lai sẽ vĩnh viễn không xâm phạm. Viêm Nhã Chi Chủ nói, nàng kỳ thật còn có một phần nữa không muốn nói. Nếu gia nhập vào trận doanh nhân loại nhân loại sau này sẽ cho các vũ trụ chi chủ biết những kinh nghiệm tu luyện làm sao để trở thành vũ trụ tối cường giả từ tin tức văn minh viễn cổ việc này mà ngươi cũng tin hành huyền chi chủ cười khẩy chiến tranh lần này cuốn cả vũ trụ nguyên thủy ngươi và ta là bằng hữu ta cũng nói thẳng cho ngươi nếu không gia nhập phe chúng ta đợi đến sau khi chiến tranh chấm dứt vận mệnh tương lai e rằng sẽ rất bi thảm mà không hề nghi vấn gì doanh các thế lực lớn liên hợp nhất định sẽ thắng lợi hành huyền chi chủ bưng bích quả tử nói là gia nhập vào phe thắng hay chiến phe bại tất cả cũng tùy vào viêm nhã chi chủ người đó lập tức hắn ngẩng đầu uống cạn bích quả tử ô oh. hô bích quả tử không hổ là rượu ngon của viêm nhã tộc nổi danh vũ trụ hành huyền chi chủ cúi đầu nhìn chén rượu nhưng nếu lần này lựa chọn sai lầm e rằng tương lai rượu ngon rốt cuộc cũng không còn để uống nữa ầm um. hành huyền chi chủ hóa thành lưu quang biến mất vào tầng mây trên không trung. Viêm Nhã Chi Chủ chính là một vũ trụ chi chủ có sức ảnh hưởng trong Tam Sơn Liên Minh, một thế lực cấp thấp. Do đó, Liên Minh mới chuyên môn cử hành Huyền Chi Chủ tới thuyết phục, thuyết phục được Viêm Nhã Chi Chủ là khả năng ảnh hưởng tới cả Tam Sơn Liên Minh. Trận chiến này, khả năng thắng của liên quân các tộc đích xác cực cao, nhưng nếu rất nhiều thế lực gia nhập vào liên quân, ta cùng với cường giả các tộc Tam Sơn Liên Minh cho dù gia nhập cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, có thể tìm được chỗ tốt bao nhiêu chứ? e rằng không đáng kể. Viêm nhã chi chủ thở dài trong lòng. Cho dù lấy được một chút truyền thừa từ từ nhân loại, những tộc quần đỉnh cao, những tối cường giả kia, sao lại toàn bộ chia cho các tiểu thế lực chứ? Còn nếu là gia nhập vào phe trận doanh nhân loại, khẳng định sẽ có được chỉ dẫn, chỉ là họ cơ hồ nhất định sẽ bại, phải trốn vào vũ trụ sơ khai. Đến lúc đó, những tộc quần đứng về phía trận doanh nhân loại, e rằng sẽ gặp phiền phức, lúc đó cũng phải liên hợp Trận doanh nhân loại liên hợp với hàng loạt tộc quần tự do, ứng đối với những công kích thì cũng sẽ rất gai go. Vũ trụ trì chủ cũng chẳng ai ngốc. Họ đều hiểu rõ lợi hại của việc gia nhập vào hai trận doanh. Phe liên quân, cơ hồ tất thắng, nhưng cũng không được lợi ích nhiều, còn phải mạo hiểm sinh mạng, dù sao lúc trước cũng đã chết khá nhiều vũ trụ trì chủ rồi. Trận doanh nhân loại, cơ hồ tất bại, lại có văn minh viễn cổ chỉ dẫn, nhưng sau khi chiến tranh, có thể sẽ có phiền phức. Lựa chọn như thế nào? khi phe liên quân tiến hành thuyết phục các tộc quân tự do các tối cường giả độc hành tổ thần giáo liên minh tinh không cự thú trong vũ trụ nguyên thủy thì trận doanh nhân loại cũng nghĩ mọi biện pháp lôi kéo nhân loại lôi kéo lại có tính dụ dỗ hơn nếu không giúp đỡ trận doanh nhân loại cũng hứa hẹn tương lai vĩnh viễn không xâm phạm lãnh thổ của họ đây là lời hứa để khắc chế luận điểm của bên kia cho rằng nhân loại sẽ cường đại khoách trương rồi xâm phạm khu vực lãnh thổ tộc quân hai đại trận doanh nghĩ mọi biện pháp nhưng vô số cường giả tộc quần tự do đều biết quyết định của họ có liên quan tới vận mệnh của tộc mình, há có thể sơ ý được. Do đó, bất luận là trận doanh nhân loại hay phe liên quân, thu hoạch thời gian đầu đều không lớn. Hiển nhiên những tộc quần tự do ấy cũng bắt đầu top 5 top 3 trao đổi với nhau, thương nghị với nhau, rốt cuộc nên ứng phó ra sao với vấn đề gia nhập hai đại trận doanh, thậm chí còn có những tộc quần tự do nói thẳng sẽ không gia nhập hai đại trận doanh. Tóm lại vô cùng hỗn loạn hai đại trận doanh mọi thủ đoạn minh ám đều thi triển ra hết tỷ như trước hết mua lòng một vài vũ trụ chi chủ để họ hướng cả một thế lực đi theo tóm lại các loại thủ đoạn đều được dùng dốc sức lôi kéo thế lực nếu bên mình có thêm 10 vũ trụ chi chủ nghĩa là đối phương ít đi 10, cứ tính như vậy cũng tương đương với 20 chiến lược vũ trụ chi chủ như thế há có thể nương tay được trong tinh vực vô tận hoang vu nơi này không thể có bất kỳ sinh mạng nào sinh tồn sinh sôi vùng tinh vực rộng lớn hoang vu này lại chính là lãnh địa của tọa sơn khách sư phụ sư phụ la phong đi thẳng tới chỗ tọa sơn khách bái kiến sư phụ tự mình tới chỗ ta sao bây giờ trận doanh nhân loại ngươi đang rất bận ngươi lại là nhân vật trọng yếu làm sao tự mình chạy đến chỗ ta xem ra là có việc cầu ta rồi tọa sơn khách trong tay đang cầm một khối tinh thạch đi ra bước từng bậc xuống ngươi không cầu ta thì chẳng khi nào tới chỗ này cả đệ tử xấu hổ, tương lai nhất định sẽ đến chỗ sư phụ. La Phong cảm thấy xấu hổ, liền nói. Tọa Sơn khách thong dong ngồi xuống. Để ta đoán nhé, ngươi tới chỗ ta, hẳn là muốn nhờ ta chế tạo thêm một chiếc trí bảo công kích ý chí. Hơn nữa, phòng trừng ngươi cũng đã tự tay giết một vũ trụ chi chủ rồi, còn có hình ảnh chứng minh, đúng không? La Phong chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Sư phụ lợi hại. Sau này giết vũ trụ chi chủ, không cần ghi lại hình ảnh nữa, chỉ cần nói với ta là được ta tin người không đến mức nói láo tọa sơn khách tùy ý gật đầu luyện chế thêm một chiếc cũng đơn giản thôi người cứ ở lại chỗ ta ba ngày à lão thần thú liên minh tinh không cự thú đã nhờ ta liên lạc với người người đã tới chỗ này ta sẽ nói cho lão một tiếng lão rất nhanh sẽ chạy qua thôi người gặp hắn nói chuyện nhé về phần đàm phán thành công hay không cũng chẳng cần nề mặt gì ta đâu mấy thứ chiến tranh giữa các trận doanh các người ta cũng không muốn dính vào lão thần thú là phong cả kinh Tọa Sơn khách lập tức ly khai để chuyên tâm luyện chế một chiếc cổ thần nhãn khác. Lão thần thú La Phong khoanh chân ngồi trong sảnh điện yên lặng, co mày suy tư. Không ngờ nhân loại ta còn chưa đi tìm hắn, hắn lại tới tìm ta trước. Tộc nhân loại cần lôi kéo ba loại các thế lực. Một loại là hàng loạt vũ trụ chi chủ của các tộc quân tự do, nhìn như mỗi người đều nhỏ yếu, nhưng toàn bộ cộng lại, ngược lại một lực lượng quan trọng nhất, cường đại nhất. Một loại khác là tổ thần giáo, liên minh tinh không cự thú, những thế lực có yêu cầu với lãnh thổ rất thấp, cuối cùng là các tối cường giả độc hành, các vũ trụ chi chủ tộc quần tự do, kỳ thật để lôi kéo họ, nhân loại cũng nguyện ý trả giá một chút, vì như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch tương lai của tộc nhân loại, nhưng khi nói chuyện với các vũ trụ tối cường giả, tổ thần giáo, liên minh tinh không cự thú thì có thể phiền phức hơn, nhân loại cũng hiểu rõ cái mà họ muốn, nhất định là biện pháp siêu thoát luân hồi. Ngược lại, tộc nhân loại cũng không nắm chắc siêu thoát luân hồi vì thứ tin tức cao hơn đều đã bị ý chí bản nguyên che lấp. Thứ hai, nếu không có biện pháp siêu thoát luân hồi, e rằng các tối cường giả độc hành của các thế lực cũng sẽ yêu cầu chi tiết kinh nghiệm tu luyện tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn. Mà đối với tộc nhân loại thì loại này tương lai sẽ là chiến lược đỉnh cao của tộc nhân loại. Dù sao vũ trụ tối cường giả cực hạn là một nhân vật tương đương với nguyên tổ nam đó. Để cho các ngoại tộc hoặc để tối cường giả độc hành xuất hiện và chiến lược cỡ như nguyên tổ. Một khi chiến lược đỉnh cao mà không chiếm được ưu thế, thì tương lai tộc nhân loại làm sao trở thành thế lực đệ nhất vũ trụ hại cho được, làm sao có sức mạnh vô địch chính thức được. Đến cả nội bộ tộc nhân loại mà cũng có tranh chấp, ý kiến không thể thống nhất, La Phong thầm nói, tất cả mọi người đang xem lần này lôi kéo được bao nhiêu thế lực tộc quần tự do, nếu có thể lôi kéo đủ vũ trụ chi chủ nhàn tàn, cho dù không có tối cường giả độc hành thì vẫn không ảnh hưởng tới đại cục. Nhân loại đang đợi, đợi xem có thể lôi kéo được bao nhiêu vũ trụ chi chủ, xem đối phương lôi kéo được bao nhiêu. Như thế Hai bên phán đoán thế lực trận doanh bên kia, nếu trận doanh nhân loại cho rằng có thể ngăn cản liên quân thì cũng không cần phải trả giá quá cao cho liên minh tinh không cự thú, dù sao tộc nhân loại không chỉ nhìn vào bây giờ mà còn nhìn vào tương lai. Cùng ngày, sau khi La Phong đến chỗ sư phụ ước 3 giờ, lão thần thú cũng đã tới. La Phong, một thanh âm phiêu đãng cả khu vực cung điện. Veo. La Phong lúc này bay ra ngoài, chẳng mấy chốc đã thấy trong hư không lơ lửng một nhân vật khổng lồ, đó là một thân thể uốn lượn trên đầu có long thủ khổng lồ trên long thủ có chín sừng nhọn chín can sừng nhọn hình thành nên hình một vương miện thân thể khổng lồ uốn lượn có những cái chân khổng lồ mỗi một chân có chín móng vuốt thật sự đã đến đây à la phong thầm nói tinh không thủy tổ hiển nhiên đang biểu hiện thành ý tinh không thủy tổ la phong cất cao giọng nói thanh âm vang vọng cả trong hư không tinh không thủy tổ lơ lửng trong hư không khẽ mở rộng thân hình đầu vẫn nhìn la phong có vẻ khá thân thiết sau khi từ biệt ở thần thú giới đây là lần thứ hai ta và ngươi gặp nhau đích xác đã rất lâu rồi không gặp thủy tổ la phong cười nói lúc trước ở thần thú giới thủy tổ đã trợ giúp ta la phong vẫn luôn cảm kích ha 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 tinh không thủy tổ cười lớn tiếng cười hùng hồn vang tới từng tấc không gian chung quanh không cần phải cảm kích kỳ thật lúc trước có thể đi vào thần thú giới chủ yếu là nhờ tinh không thủy tổ vốn thiếu nợ tọa sơn khách ngươi và ta cũng có chút giao tình như vậy ta nói thẳng. Tình Không Thủy Tổ nói thẳng. La Phong người cũng hiểu rất rõ tình huống bây giờ, trận doanh nhân loại và phe liên quân, hai đại trận doanh đối địch, bây giờ phe liên quân đang không ngừng lôi kéo thế lực khắp nơi, chỉ cần những thế lực mà ta biết, cũng có rất nhiều người tới thần phục họ. Cũng có mấy người đầu phục chúng ta. La Phong cười nói. Đúng, Tình Không Thủy Tổ nói. Nhưng các tộc đều biết nhân loại ngươi uy hiếp lớn như thế nào, những tộc quần tự do cũng biết đừng nói tộc nhân loại người hứa hẹn hứa hẹn chẳng là gì cả ai có thể cam đoan tương lai không vi phạm tộc quần trong vũ trụ sinh tồn sinh sôi vốn là tàn khốc đẫm máu tới khi nhân loại người chính thức lớn mạnh không tuân thủ hứa hẹn thì ai có thể làm gì la phong thầm than đúng đây là điểm yếu lớn nhất nhất định lần này khắp nơi đều đồng thời lôi kéo các tộc quần tự do nhân loại các ngươi yếu hơn so với phe liên quân tinh không thủy tổ nói bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất do đó các ngươi nên liên hợp với liên minh tinh không cự thú của ta liên hợp với tổ thần giáo liên hợp với các tối cường già độc hành hả la phong cẩn thận lắng nghe ta và ba tổ thần của tổ thần giáo đã đàm phán tinh không thủy tổ nhìn la phong liên minh tinh không cự thú ta và tổ thần giáo sẽ cùng tiến cùng thoái la phong chấn động hai thế lực xa rời này lại liên minh như vậy một khi tập hợp sức ảnh hưởng của nó tự nhiên sẽ lớn hơn nữa đến đàm phán với nhân loại hoặc đàm phán với phe liên quân họ vô cùng tự tin điều kiện của chúng ta cũng rất đơn giản tình không thủy tổ từ từ nói một chúng ta cần chỉ dẫn về kinh nghiệm tu luyện của văn minh viễn cổ từ vũ trụ chi chủ đột phá thành vũ trụ tối cường giả hai chúng ta cần hướng dẫn chi tiết tu luyện tới siêu thoát luân hồi la phong nếu tổng nhân loại các ngươi đáp ứng ta liên minh tinh không cự thú và tổ thần giáo lập tức sẽ gia nhập vào trận doanh nhân loại của ngươi. La Phong cảm thấy căng thẳng. Đến rồi. Quả thật là yêu cầu, kỳ thật thế lực khắp nơi tùy vào đặc thù của mình, mà yêu cầu cũng hơi khác nhau, như các tiểu thế lực tạm thời can bản không dám cầu tới việc siêu thoát luân hồi, cũng chỉ muốn có thể sinh ra được một vũ trụ tối cường giả. Tộc quân họ tốt xấu gì cũng có thể cam đoan không bị diệt vong, có thể cam đoan có thể tồn tại qua ba thời đại luân hồi. Thủy tổ La Phong nhìn chằm chằm vào tinh không thủy tổ, chẳng lẽ ngươi không biết ý chí bản nguyên ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy tình không thủy tổ từ từ nói đương nhiên biết đã biết ngươi nên hiểu bất kỳ tin tức gì trên mức luân hồi thậm chí kinh nghiệm tu luyện cao hơn nữa căn bản là bị ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy che lấp la phong nhìn tinh không thủy tổ trong hư không xa xa do đó nhân loại ta cũng không biết làm sao mới có thể vượt qua luân hồi tình không thủy tổ nói ta và ba vị tổ thần đã nói chuyện đương nhiên hiểu rõ việc này lúc nãy ta bảo nhân loại cho chúng ta hướng dẫn chi tiết về việc tu luyện tới siêu thoát luân hồi nhưng các ngươi cũng chỉ cần cấp ra đủ thông tin là được tỉ như đạt tới mức vũ trụ tối cường giả cực hạn về phần sau này tự nhiên là chúng ta tự mình cố gắng có đáp ứng không tinh không thủy tổ nhìn chằm chằm vào la phong nếu đáp ứng liên minh tinh không cự thú tổ thần giáo sẽ lập tức gia nhập trận doanh nhân loại không chỉ riêng hai thế lực chúng ta thậm chí ta phòng chừng các tối cường giả độc hành cũng có ý nghĩ giống nhau người dùng điều kiện như vậy cũng có thể lôi kéo họ vậy xem thử tộc nhân loại có bỏ được hay không bỏ được có mất mới có được tộc nhân loại các người lựa chọn đi tinh không thủy tổ nhìn la phong la phong trầm mặc lựa chọn kỳ thật các tối cường giả độc hành liên minh tinh không cự thú tổ thần giáo đều không quan tâm tới việc tộc nhân loại tương lai sẽ khuếch trương mạnh vì họ không quan tâm tới lãnh thổ về phần các nhiều thế lực vũ trụ hải có thêm một thế lực mạnh như thánh địa vũ trụ họ cũng không quan tâm họ chỉ cần tìm được truyền thừa để tu luyện tới cực hạn về phần phương pháp chỉ cần tìm được truyền thừa bất kể phương pháp gì gia nhập trận doanh nhân loại gia nhập phe liên quân đều được cả để xem thử bên nào đạt được mà thôi tình không thủy tổ nhìn la phong hồi lâu thủy tổ la phong rốt cục mở lời như thế nào tình không thủy tổ cũng có vẻ hơi khẩn trương vì liên quan tới vận mệnh của hắn liên quan tới vận mệnh của tinh không cự thú là phong trịnh trọng nói ta suy nghĩ rồi nhưng việc này tuyệt nhiên không phải là do một mình ta có thể quyết định ta cần trở về nói chuyện với sư phụ ta hỗn độn thành chủ nói với những người khác nữa nếu cuối cùng nhân loại ta đáp ứng ta sẽ lập tức tự mình đi thông báo cho thủy tổ nếu không đáp ứng cũng sẽ thông qua tọa sơn khách sư phụ thông báo cho ngươi hay lắm tinh không thủy tổ gầm khẽ một tiếng Ta và tổ thần giáo đều chờ trả lời của nhân loại các ngươi. Âm, um, tình không thủy tổ lập tức biến mất luôn. La Phong thì lặng lẽ đứng đó hồi lâu. Cùng ngày, La Phong mặc dù bản tôn còn ở chỗ Tọa Sơn khách sư phụ, nhưng vẫn có thể thông qua vũ trụ giả định đi liên lạc với hỗn độn thành chủ. La Phong, ngươi không phải nhờ Tọa Sơn khách luyện chế trí bảo sao? Lúc này hẳn là còn ở đó, sao lại đột nhiên tới tìm ta? Hỗn độn thành chủ cũng đoán được La Phong sợ là có việc trọng yếu. Hai người đều ngồi xuống là như thế này lão thần thú của liên minh tinh không cự thú tới gặp ta cũng đưa ra điều kiện cho ta la phong trịnh trọng lão thần thú hỗn độn thành chủ cả kinh lập tức vội hỏi điều kiện gì như chúng ta đoán lúc trước la phong cảm thán nói chỉ dẫn tu luyện truyền thừa văn minh viễn cổ để một vũ trụ chi chủ tu luyện tới vũ trụ tối cường giả hay là tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn hỗn độn thành chủ nhất thời nhíu mày Vũ trụ tối cường giả cực hạn, chính là chiến lược của nguyên tổ lúc trước. Hơn nữa hắn còn nói, Liên Minh Tinh không cự thú hắn và Tổ thần giáo cùng tiến thoái. La Phong trịnh trọng nói. Phòng Trừng họ đã liên hợp. Tổ thần giáo. Hỗn độn thành chủ do dự. Tổ thần giáo, hẳn là còn chưa sốt ruột như thế được, yêu cầu của họ hẳn là sẽ không cao như Liên Minh Tinh không cự thú. Hả? La Phong nghi hoặc. À, ngươi một bước quật khởi, lang bạt trong vũ trụ hải ngược lại không có điều kiện nắm bắt tin tức. Hỗn độn thành chủ cười nói. Ba vị tổ thần tổ thần giáo, trên thực tế chỉ là vũ trụ chi chủ, tuyệt nhiên không phải vũ trụ tối cường giả. a à, là phong kinh hãi. Ba vị tổ thần, là vũ trụ chi chủ. Đó là một bí mật, nhưng cũng chỉ có thể xem như bí mật cao cấp. Hỗn độn thành chủ lắc đầu nói. Một, tổ thần giáo vừa mới thành lập, lúc đầu đã có ba vị tổ thần chẳng lẽ vũ trụ tối cường giả dễ dàng sinh ra như vậy à? Một hơi sinh ra ba người, mà đều gia nhập tổ thần giáo. Thứ hai, ba vị tổ thần chưa bao giờ tiến vào vũ trụ hải. Ba, trong vũ trụ hải gặp phải phiền phức, thì đều do đám vũ trụ chi chủ bọn cử U chi chủ giải quyết. La Phong nhíu mày. Nhưng, nhưng tổ thần có thể làm được ngôn xuất pháp tùy đã muốn là làm, có thể sử dụng cả trí bảo đỉnh cao để phát huy ra chiến lược cấp 6 đỉnh cao. Ha ha! Hỗn độn thành chủ cười nói. Cái gì là ngôn xuất pháp tùy chứ? Đó là ý chí bản nguyên vũ trụ cho một chút đặc quyền thôi. Bản nguyên vũ trụ cho đám tối cường giả một đặc quyền. Chỉ khi nào giao chiến với vũ trụ chi chủ, bản nguyên vũ trụ mới đoản loại đặc quyền này của các tối cường giả. Nếu ý chí bản nguyên vũ trụ cố ý thiên vị, hoàn toàn có thể giao cho các tổ thần đặc quyền ngôn xuất pháp tùy. Là phong chấp chấp mắt. Đặc quyền ngôn xuất pháp tùy chính là một thứ thiên vị được cố ý ban cho. Về phần dùng trí bảo đỉnh cao để phát huy ra chiến lược cấp 6 đỉnh cao đó chính là bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả hỗn độn thành chủ nói như ngươi đã dựa vào chính mình cảm ngộ như bành công là dựa vào hoa văn kỳ bí trên trí bảo trí cường còn ba vị tổ thần chính là do bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trực tiếp ban cho bí pháp cùng loại với bí pháp thiên phú bí pháp thiên phú la phong hiểu ra như ngã vi vũ trụ của mình nhưng tam đại tổ thần được ban cho cao cấp hơn mình bí pháp lên tới cấp độ vũ trụ tối cường giả minh bạch chưa hỗn độn thành chủ than thở tổ thần giáo chính là do bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đưa tới nó sớm đã tuyển ra ba cường giả làm người phát ngôn cho nó rồi giao cho họ đặc quyền giao cho họ bí pháp thiên phú nhưng ba tổ thần cũng gánh vác rất nhiều trách nhiệm hơn nữa cũng có rất nhiều hạn chế la phong khẽ gật đầu đúng vậy nếu là một vũ trụ tối cường giả thật họ có thể không tự mình tới giải quyết những phiền phức trong vũ trụ hải nếu là một vũ trụ tối cường giả Lúc trước hư chân ma thần vì sao dám tự tin nói là nếu trong vũ trụ hải, tổ thần không phải là đối thủ của hắn như vậy, vì tổ thần căn bản là một ngụy vũ trụ tối cường giả. Tự do của họ cũng bị giới hạn nhất định, phải đợi qua một thời đại luân hồi chấm dứt, họ mới có thể khôi phục thân tự do. Hỗn độn thành chủ cười nói. Do đó đối với họ, kỳ thật cái quan trọng nhất là làm sao đột phá trở thành vũ trụ tối cường giả. Nhưng tình không thủy tổ nói cũng có lý, lòng tham là vô chừng, ba tổ thần, tám đại thần thú, rất nhiều thần thú hộ giáo, những nhiều hộ giáo thần chủ như cử U Chi Chủ, vân vân. Tổ thần giáo có rất nhiều các vũ trụ chi chủ vô cùng khát vọng thành vũ trụ tối cường già, cũng khát vọng siêu thoát luân hồi. Nhưng, trên đời không có liên minh vĩnh viễn, tổ thần giáo và liên minh tinh không cự thú không thể cùng tiến cùng thoái thật. Hỗn độn thành chủ nói, ta sẽ liên lạc với tổ thần giáo, tự mình thuyết phục một phen. Cái giá cao nhất cũng chỉ là chỉ dẫn tu luyện làm sao đột phá tới vũ trụ tối cường già La Phong gật đầu. Vậy liên minh tinh không cự thú phải làm sao bây giờ? Các tối cường giả độc hành phải làm sao? Đợi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Bây giờ hàng loạt các tộc quần tự do, các tiểu thế lực vẫn còn đang do dự. Chúng ta tận lực cố gắng, lôi kéo các vũ trụ chi chủ nhiều hơn. Một trăm vũ trụ chi chủ cũng đã so với mười tối cường giả độc hành rồi. Đã thế thì, trọng tâm của chúng ta nên đặt vào các nhiều tộc quần tự do. Nếu có thể lôi kéo một lượng nhất định, tự nhiên không có cần quan tâm tới đám tối cường giả độc hành tất nhiên đối với một thế lực lớn mạnh số lượng chiến lược trụ cột và chiến lược đỉnh cao đều rất trọng yếu từ hệ thống phương pháp bồi dưỡng của văn minh viễn cổ bất hủ tới vũ trụ tối cường giả đại biểu cho việc đào tạo chiến lược trụ cột tạo ra rất nhiều vũ trụ chi chủ thậm chí cả tối cường giả còn chiến lược đỉnh cao chính là chiến lược cấp độ nguyên tổ bây giờ cả vũ trụ hải còn chưa sinh ra cường giả cấp độ nguyên tổ thứ hai hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói nếu tương lai tộc nhân loại ta sinh ra một hai vị hơn nữa số lượng chiến lược đỉnh cao đủ nhiều thì nhân loại ta mới chính thức vô địch ưm la phong gật đầu khát vọng ai cũng đều có khát vọng tộc quần của mình trở nên cường đại ai cũng không muốn đưa hy vọng biến chiến lược đỉnh cao tộc quần mình cho thế lực khác những thế lực mạnh kia tỉ như tối cường già độc hành mà đạt tới cấp độ nguyên tổ tự nhiên tự tin sẽ vô cùng tung hoành vũ trụ hải hơn nữa không có gánh nặng há có thể quan tâm tới nhân loại tương lai hoàn toàn có thể sẽ xuất hiện mâu thuẫn với nhân loại. Một khi đấu nhau, cho dù chỉnh thể nhân loại mạnh như thế nào, nhưng đối phương lại không có gánh nặng. Hơn nữa lại là cấp độ nguyên tổ, đến lúc đó đúng là tự đập đá vào chân mình. Đợi! Đến khi thế cục sáng sủa hơn một chút, hỗn độn thành chủ thầm nhủ. Ba ngày sau, La Phong sau khi lấy được món trí bảo cổ thần nhãn khác từ tay tọa sơn khách, lập tức trở về lãnh thổ nhân loại. Thậm chí sau khi trở lại, La Phong còn tự mình đàm đương chức sứ giả, ra ngoài thuyết phục một vài tiểu thế lực. Ngươi cũng thấy, phàm là gia nhập vào trận doanh nhân loại ta, trước giờ cũng chỉ có một vũ trụ chi chủ chết đi. Có lẽ, thắng lợi tộc ta cũng chắc thắng, nhưng ta sẽ không nói khoác như liên quân, cơ hội thắng của họ cũng chẳng cao như họ khoác lác đâu. Nhưng ta có thể cam đoan, đặc biệt là bên tộc ta còn có mộ lăng chi chu, có hắc ngục tháp, có tinh thần tháp, đều là những nơi tuyệt đối an toàn. Theo trận doanh nhân loại ta chiến đấu, cam đoan tuyệt đối an toàn về phần việc ngươi lo sau khi chiến tranh sẽ bị công kích cả. À? Đừng lo. Trận doanh nhân loại ta có nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, tự nhiên sẽ đoàn kết nhất trí. Nếu tộc quần nào dám trả thù sau chiến tranh, thì liên quân trận doanh nhân loại ta lập tức ngồi tinh thần tháp, ngồi mộ lăng chi chu, đánh tới tận nơi, trực tiếp giết chết tộc quần đó. Với uy hiếp như vậy, ta không tin, ai dám làm bậy. La Phong nói vẻ vô cùng tin tưởng cố thuyết phục thì, trên một mặt đất mênh mông đột ngột xuất hiện một cái đầu đá khổng lồ gia nhập vào phe liên quân ta, tất thắng. Các người cũng thấy đó, phe liên quân ta, lúc đầu do sáu thế lực lớn liên hợp, là yêu tộc ta, tộc cơ giới, trùng tộc, ngục tộc, tinh tộc, bắc cương liên minh làm hạch tâm, đây là một liên minh cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa, chỉ cần sáu thế lực lớn, cộng thêm những nước phụ thuộc, số vũ trụ chi chủ đã đạt tới 300 người, hơn nữa còn có những thế lực trung lập thần phục, số lượng vũ trụ chi chủ phe liên quân ta sẽ không ngừng tăng vọt hơn nữa phe ta còn có vũ trụ tối cường giả trí bảo trí cường cái nào cũng chiếm ưu thế cái gì bảo vật công kích ý chí ha ha đúng là chuyện cười ta thừa nhận bảo vật công kích ý chí đó rất lợi hại nhưng ngươi cũng không nhìn xem thử phe liên quân ta có bao nhiêu vũ trụ chi chủ không nói chuyện các thế lực trung lập tới thần phục vẻn vẹn chỉ do sáu thế lực lớn liên hợp đã có chừng 300 người 300 người mỗi năm mươi vũ trụ chi chủ phân thành một đội chia làm sáu đội quân đến lúc đó bảo vật công kích ý chí lợi hại tới mấy nhiều nhất là công kích được một đội mà thôi dù sao bảo vật công kích ý chí cũng có yêu cầu về khoảng cách khoảng cách càng xa công kích ý chí càng kém điểm này thì các ngươi cũng biết chỗ thạch trụ vân đen hoặc từ các bảo vật ý chí khác do đó chỉ cần có đội ngũ có nhiều vũ trụ chi chủ trụ cột kéo dài khoảng cách ra một chút tỉ như hơn một ngàn vạn km là được họ nhiều nhất cũng công kích được một đội vũ trụ chi chủ thôi như thế bảo vật công kích ý chí Đối với trận doanh song phương không ảnh hưởng gì tới thực lực, hơn nữa, đội ngũ vũ trụ chi chủ tiếp tục phân tán, tỉ như 30 vũ trụ chi chủ hình thành một tiểu đội, vậy ảnh hưởng còn thấp hơn. Tóm lại, trận doanh phe ta đã chiếm tuyệt đối ưu thế. Hơn nữa nhất định cuộc chiến với trận doanh nhân loại không phải là trong thời gian ngắn, mà là thời gian khá dài. Nếu chúng không giao ra chuyển thừa, chúng ta sẽ áp chế nhân loại một thời gian dài, áp chế trận doanh nhân loại làm nhân loại không thể phát triển, làm đám những thần phục trận doanh nhân loại phải hối hận thậm chí thoát ly trận doanh nhân loại. Song phương đều liều mạng lôi kéo. Bản thân nhân loại đang nằm ở thế yếu, còn phe liên quân 6 thế lực lớn ở thế mạnh dù sao Bắc Cương liên minh cũng có ước 100 vũ trụ chi chủ. Thời gian trôi qua từng ngày, vũ trụ nguyên thủy khắp nơi đều chú ý tới những biến hóa, thậm chí đến cả các thế lực lớn trong vũ trụ hải cũng chú ý. Hận. Hận là chúng ta chỉ có thể ở trong vũ trụ hải, nếu chúng ta cũng có thể tiến vào vũ trụ nguyên thủy, chúng ta cũng có thể bức bách nhân loại, cũng có thể có cơ hội tìm được siêu thoát luân hồi. Chỉ hận chúng ta căn bản không thể tham gia. Các thế lực lớn vũ trụ hài bồn chồn nhưng bất lực. Thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, có cái nào không vượt xa thời đại vũ trụ nguyên thủy. Họ tùy tiện đưa ra vài tộc quần đỉnh cao, cũng có thể quét ngang nhiều thế lực vũ trụ nguyên thủy rồi. Đáng tiếc, họ có thực lực, nhưng lại căn bản không có cách nào tiến vào vũ trụ nguyên thủy. La Phong đứng trước lan can, tay nắm một khối truyền tấn lệnh bài. Ngân Hà lĩnh chủ Lần trước ngươi cho ta ký ức chi thạch, đích xác vô dụng với ta, nếu ngươi giao cho ta một viên khác, nếu là ký ức chi thạch đó hữu dụng, thì ta sẽ giao cho ngươi 8 món trí bảo chí cường, dùng nó đổi lấy viên ký ức chi thạch thứ ba, được không? Nếu ngươi tự tin, nếu ngươi không phải lừa ta, cũng đừng có tiếc đưa cho ta viên ký ức chi thạch thứ hai. Đông Đế thủy tổ, muốn viên ký ức chi thạch thứ hai, đem 4 món trí bảo chí cường đến đổi. Đây là đoạn đối thoại vừa rồi. La Phong vẫn cường ngạnh hiển nhiên đông đế thánh địa cũng biết việc phát sinh ở vũ trụ nguyên thủy giao dịch dùng trí bảo và ký ức chi thạch lần trước gặp thiệt thòi lớn nhưng đông đế thủy tổ vẫn nghĩ rằng la phong vô tình vì la phong không thể nhìn tới tin tức cấp độ sâu hơn do đó hắn muốn viên thứ hai nhưng đông đế thủy tổ lại thật sự không muốn đưa ra trí bảo trí cường hắn hiểu rõ trận doanh nhân loại nằm ở khốn cảnh do đó lúc trước cũng không vội đàm phán bây giờ hắn lại tới đàm phán với la phong điều kiện của ta vẫn như vậy đông đế thủy tổ nếu là tiếc, thì xin lỗi. La Phong rất đơn giản. Không phải hắn không muốn, mà là hắn hiểu rõ, dù mình chuẩn bị ba viên ký ức chi thạch, thì cái đưa ra lần đầu tiên đã là thứ tốt nhất rồi. Mặc dù mình nhìn không tới, nhưng đối với mốc quý giá của các ký ức chi, việc phân loại cũng khá hiểu rõ. Một viên tốt nhất không ăn thua, hai viên khác đương nhiên còn tệ hơn. Do đó La Phong chỉ có thể này nghiến răng nói như vậy, không biết chừng, đông đế thủy tổ trái lo phải nghĩ, cuối cùng có lẽ giao dịch thật. Bởi vì bây giờ chỉ có một mối là la phong người mua hay không mua cũng mặc kệ dù đông đế thủy tổ trí tuệ cao tới đâu cũng không phát huy được thời gian từng ngày trôi qua cũng càng ngày càng gần tới chiến tranh đáng sợ sắp tới cả vũ trụ nguyên thủy đều rơi vào một sức ép trước cuộc siêu chiến tranh đến cả các thế lực lớn trong vũ trụ hải cũng đều quan vọng họ cũng khát vọng tham chiến đáng tiếc họ căn bản không có cách nào tham gia la phong la phong mau đến đây bên tai la phong đột nhiên vang lên thanh âm vội vàng lo lắng của hỗn độn thành chủ. Hả? La Phong cảm thấy không ổn. Vèo. Lúc này, hắn lập tức thuấn di, trực tiếp đến chủ điện của hỗn độn thành chủ. Còn trong đại điện chủ điện, hắc ám chi chủ, La Phong, bành công chi chủ, long hành chi chủ, bằng phong chi chủ, Hoàng giám chi chủ, thanh đông chi chủ, ai nấy đều liên tiếp thuấn di xuất hiện. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh Tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Chuyện Hay để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.